Khánh Hỷ nên biết thiên nữ này chính là thân nữ cuối cùng của nàng, xả thân này xong liền thọ thân nam, cùng tận đời vị lai, không còn thọ lại thân nữ, từ đây mạng chung, sanh đến quốc độ của Phật Bất Động ở phương Đông sinh tu phạm hạnh. Người nữ này ở cõi kia tên là Kim Hoa, từ thế giới Phật Bất Động mạng chung sanh ở thế giới của Phật phương khác, bất cứ sanh chỗ nào cũng thường không xa lìa Phật, như vua chuyển luân, từ điện đài này đến điện đài khác sung sướng hưởng lạc cho đến chết, chân không chạm đất. Người nữ này cũng thế, từ nước Phật này đến nước Phật khác, tùy theo sanh chỗ nào, thường chẳng xa lìa chư Phật Thế Tôn, thường tu phạm hạnh cho đến giác ngộ. Khi ấy Ananda thầm nghĩ, này tỷ muội này, khi thành Phật cũng sẽ giống như chúng hội Bồ Tát hôm nay. Phật biết ý nghĩ đó bảo Khánh Hỷ, đúng vậy,